Công viên Tao Đàn có hội chợ du xuân 2018 hơi bị đẹp nha. Đông lắm. Màu lạ luôn. Trái ngợp trời. Trời ơi, hot girl nè. Thấy chưa? Nhà rộng rộng, mình kiếm tấm bạc mình trải vậy nè, cái mình làm cái hồ cũng đẹp quá. Ngồi nhậu. Trời ơi, cái ghế đẹp quá. Một hot girl ngồi trên ghế. Đồ ăn nè, đồ ăn hỗ trợ nha, bạn nào đói thì vô ăn. Tao Đàn 30.000 một vé, vô một người 30.000. Chưa ăn chưa uống gì hết là hết bạc. Bây giờ chinh phục hồ cá. Ôi, cái chơi đốm hả? Chơi ngọt. Cái chơi ngựa bằng kìa. Cá hổ nữa kìa. Chơi ngựa bằng, cái đầu nhìn đẹp ha, mốt lớn đẹp kìa. Rồi, đây là con cá. Cá này gốc ở Cuba, đây là tên là Ba Cu. Cá là con ăn bạch tạng. Cá hổ. Cá hổ đâu rồi? Đây thì lùi là cá phổi, bị bệnh phổi nằm nóng. Đây là cá chơi đốm. À, đây là cá sam. Cá sam hoàng đế. Cá đuối. Tiến, anh quay được 3 con cá của em rồi Tiến. Rồi, ba con cá đẹp. Ôi, cá coi hả? Ôi, nó bị đẹp nha. Con cá. Lông cá sừng bự lắm mà tại vì không buổi sáng không có mở đèn nên không thấy rõ. Con trắng hồng đẹp ghê, mở tiệm không có bán. Đó, hội chợ sưng nhiều lắm mấy bạn ơi. Cá nhiều lắm.